Ngày 2 tháng 2, Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Sau khi sinh hạ Chúa Giêsu được 40 ngày, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã đem hài nhi Giêsu vào đền thờ Jerusalem. Ở đó, các ngài dâng tiến Chúa Giêsu lên Đức Chúa Cha. Đó là luật lệ của người Do Thái. Thánh gia đã tuân giữ giới luật này với trọn cả tấm lòng yêu mến. Khi các ngài ở trong đền thánh, Mẹ Maria cũng thực hiện một khoản luật khác. Sau khi sinh con, tất cả các bà mẹ Do Thái cần phải lên đền thờ để làm nghi thức thanh tẩy. Mẹ Maria đã thực hiện bổn phận của mình cách rất chu đáo. Mẹ dạy mỗi người chúng ta hãy sống khiêm tốn và vâng phục như mẹ đã sống. Tại đền thánh Jerusalem, có một cụ già thánh thiện tên là Simeon. Ông được Chúa cho biết hài nhi Giêsu thực sự là đấng cứu thế. Bồng ngắm hài nhi trên tay với niềm vui khôn tả, Simeon thốt lên: "Mắt tôi đang được chiêm ngắm đấng cứu độ của tôi." Thiên Chúa đã cho cụ Simeon nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Chúng ta hãy tưởng tượng xem Đức Mẹ và Thánh Giuse đang suy nghĩ gì. Rồi được Chúa Thánh Linh thúc đẩy, cụ tiên tri Simeon nói với Đức Mẹ rằng Đức Mẹ sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Ông muốn nói về nỗi đau đớn khủng khiếp mà Đức Mẹ sẽ cảm nghiệm khi Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá. Ngày lễ dâng Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng trên hết mọi sự chúng ta hãy thuộc trọn về Chúa. Vì Người là Cha dựng nên chúng ta hãy có bổn phận đáp trả ơn Người bằng cách sống vâng phục và yêu mến. Chúng ta hãy bắt chước Mẹ Maria và Thánh Giuse. Chúng ta hãy vâng lời cha mẹ, các người giám hộ và các thầy cô cách mau mắn vui vẻ trong những điều phải lẽ. Chúng ta cũng hãy nài xin Thánh Gia giúp chúng ta biết sống tinh thần trách nhiệm hàng ngày. Tin mừng, tin mừng. Net.